Song Mikyo phong độ trồi sụp khi đóng phim cùng nam thần kém tuổi. Bên cạnh nhan sắc ngọc nữ, diễn xuất kém phong độ của Song Mikyo mỗi khi đóng cặp cùng bạn diễn nam nhỏ tuổi luôn là chủ đề bị đem ra mổ xẻ. Ngược lại, nếu như với các bạn diễn nam lớn tuổi hơn, phim mà Song Mikyo tham gia đều đạt được thành công nhất định. Song Mikyo là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí xứ Kim Chi, vì thế mỗi khi có sự kiện liên quan đến cô đều được công chúng quan tâm và thảo luận. Sau ly hôn, Song Mikyo gần như im lặng suốt thời gian dài, không có dự án phim ảnh nào cũng như không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, khi Now We Are Reckoned Up lên sóng, hơn bao giờ hết, khán giả vô cùng trông đợi sự trở lại của Song Mikyo. Tính luôn cả The Glory sẽ khởi quay vào năm 2022, Song Mikyo đã có tổng cộng 12 bộ phim truyền hình kể từ thời nổi tiếng toàn châu Á với Trái tim mùa thu năm 2000. Trong đó, có tới phân nửa các phim là cô diễn cặp với những nam chính kém tuổi của mình. Sau khi Now We Are Reckoned Up phát sóng, những ai càng trông đợi vào màn diễn xuất bùng nổ của Song Mikyo thì càng nhận về thật nhiều thất vọng. Không chỉ cách phát âm tiếng nước ngoài dở tệ, diễn xuất của nữ diễn viên sau bao năm cũng không thể tiến bộ hơn được. Dù là nữ chính nhưng diễn xuất của Song Mikyo trong vai Ha Yeon-eun còn lép vế hơn cả vai phụ Hwang Ji-suk do Choi Hee-seo đảm nhận. Nhiều người hâm mộ của Song Mikyo đã bất bình thay cho nữ diễn viên, thậm chí người hâm mộ còn phản ứng rất mạnh mẽ đòi quyền lợi cho Song Mikyo. Họ cho rằng công ty quản lý không bảo vệ hình ảnh của cô trước những bình luận chê bai chỉ trích xuất phát từ cộng đồng mạng. Đứng trước những lời lẽ bảo vệ thần tượng của người hâm mộ Song Mikyo, nhiều khán giả đã đưa ra những so sánh cụ thể chỉ để chứng tỏ rằng Song Mikyo vốn không hề tiến bộ sau ngần ấy năm bước chân vào con đường nghệ thuật. Khoảng đầu năm 2022, Song Mikyo sẽ hợp tác trở lại với biên kịch Kim Min-suk của thời Hậu Duệ Mặt Trời cùng bộ phim mới mang tên The Glory. Kịch bản của bộ phim này được Kim Min-suk đòi đi đóng vai riêng cho nàng Song với thể loại báo thù gây cấn, hứa hẹn sẽ mang đến một hình ảnh Song Mikyo mới trong mắt khán giả. Nam chính của The Glory cũng đã được xác nhận, đó là Lee Do-hyun, mỹ nam tài năng đăng lên của làng phim xứ Hàn. Sau khi được biết tới với trở lại tuổi 18, thì Lee Do-hyun tiếp tục chiếm sóng truyền hình năm nay với Thanh xuân của tháng 5 hay Góc khuất học đường đang phát sóng. Song Mikyo và Lee Do-hyun chơi nhau tới tận 14 tuổi mà nhìn chị đẹp đóng cặp cùng các mỹ nam càng nhỏ hơn nhiều càng bấp bênh nên khán giả cũng lo lắm. Có vẻ kịch bản The Glory sẽ không nhiều tuyến tình cảm nên hy vọng hai chị em sẽ diễn xuất ăn ý với nhau trong một mối quan hệ khác. The Glory sẽ được ra mắt trên nền tảng Netflix và đợi xem liệu màn hợp tác của Song Mikyo cùng Lee Do-hyun này có gây sốt được như trò chơi con mực hay bản án đến từ địa ngục không nhé. Vì nhiều lý do chủ quan và khách quan khác nhau mà từ giai đoạn này trở đi, bạn diễn của Song Mikyo chỉ toàn kém tuổi hơn và khoảng cách chênh lệch cũng lớn hơn nhiều nữa cơ. Đa số khán giả đều cho rằng, gặp gỡ bộ phim mà cô diễn cùng Park Bo Gum là một cú đi lùi cực lớn của Song Mikyo, kể cả về mặt thành tích lẫn chuyên môn. Dù đều là hai diễn viên có danh tiếng cũng như diễn xuất tốt, nhưng phản ứng hóa học của họ lại vô cùng gượng gạo và kém tự nhiên. Chắc có lẽ do khoảng cách đúng một con giáp giữa Song Mikyo và Park Bo Gum đã khiến tương tác không ngọt được như mong đợi. Ngoài ra thì kịch bản của gặp gỡ cũng chẳng có gì hấp dẫn hay đủ nổi bật để cứu được màn thể hiện nhạt nhòa của cặp đôi chị em này cả. Phim kết thúc với rating 8,475%, một con số tạm ổn cho phim đài cáp nhưng lại nỗi thất vọng với một ngôi sao hàng đầu như Song Mikyo. Ngôi nhà hạnh phúc lên sóng năm 2004 là bộ phim đầu tiên mà Song Mikyo hợp tác đóng chính với bạn diễn nam kém tuổi. Có lẽ vì khoảng cách chênh lệch giữa cả hai không nhiều, Biren sinh năm 1982, còn Song Mikyo sinh năm 1981, thế nên tương tác và độ tung hứng họ dành cho nhau khiến khán giả cảm thấy rất hài lòng. Không phủ nhận là kịch bản của Ngôi nhà hạnh phúc rất thú vị, nhưng cũng phải nhờ tới công lao diễn xuất của Song Mikyo Biren nữa nên phim mới thành công đến như vậy. Nhắc tới phim Hàn huyền thoại là phải nhắc tới Ngôi nhà hạnh phúc, và đây cũng là bộ phim mà nàng Song được đánh giá là có lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng cũng như khác biệt nhất trong sự nghiệp của mình. Cũng sinh năm 1982 như Biren, nhưng rất tiếc màn kết hợp của Hyun Bin với Song Mikyo là không thành công cho lắm. Nói vậy là còn hơi nhẹ đó, chỉ thế giới chúng ta đang sống quả là một nỗi thất vọng lớn khi so sánh với Ngôi nhà hạnh phúc. Trong khi Ngôi nhà hạnh phúc có rating trung bình lên đến 37,8%, thì thế giới chúng ta đang sống chỉ vỏn vẹn có được 6,5% mà thôi. Đáng nói hơn, hai bộ phim này có chung đạo diễn là Pyo Min-soo, nhưng thành tích lại khác nhau quá xa. Thật sự muốn tìm ra một điểm của thế giới chúng ta đang sống nhịn hơn so với Ngôi nhà hạnh phúc cũng khó. Vì nếu khen Song Mikyo Hyun Bin đẹp đôi thì hơi khiên cưỡng. Vì nàng Song với Biren đứng kế nhau hợp quá trời quá đất rồi. Vậy nên dù hơi phủ nhưng cũng phải thừa nhận rằng màn hợp tác với Hyun Bin là một trong những lần hợp tác đáng thất vọng bậc nhất trên màn ảnh nhỏ của Song Mikyo.